chào các bạn. Hôm nay cửa hàng nông cơ Nguyễn Nhân Châu có về chiếc Kuta L270 ba máy. Con này nước sừng rin luôn nha. Dàn áo không có mát sơ lại. Kuta. Chạy 1720 giờ. Bên rồi. Rõ sau 11258. Con này nó xài đùi giống như đao bít rau, đùi lớn. Bên 2 tay ngoài. Xài giống như bê rút. Con này đời nó hơi thấp vậy thôi chứ nó xài là bền lắm. Về cọ rồi chỉ có là mình bát sơ lại thôi chứ chưa có mục. Ngày ai cần thì liên hệ em cho số điện thoại em để cái phần mô tả. 27 ngựa là 270 tỷ. Thank you.
chạy hồi chỉ làm hết ý luôn.